Chào mừng các bạn trở lại với kênh Football España, nơi cung cấp những thông tin thú vị về tất cả những gì liên quan tới bóng đá Tây Ban Nha. Năm 2010, hai ngôi sao của đội tuyển Pháp là Franck Ribéry và Karim Benzema đã bị tạm giữ và thẩm vấn sau khi quan hệ tình dục với một cô gái làng chơi chưa đủ tuổi vị thành niên có tên là Zahia Dehar. Vụ việc được phát hiện sau khi cuộc điều tra của cảnh sát Pháp dẫn đến một nhà chứa trá hình tại quán Zaman Café ở Paris. Và dù nó vỡ lỡ lúc Dehar đã 18 tuổi, nhưng Benzema và Ribéry vẫn bị sờ gáy vì trót quan hệ với cô nàng này từ trước đó. Cụ thể, Benzema qua đêm với Dehar vào tháng 5 năm 2008, sau khi tham dự lễ trao giải của Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp Pháp. Thời điểm đó, tiền đạo này vẫn còn đang chơi cho Lyon, còn cô nàng Dehar mới 16 tuổi 3 tháng. Ribéry thì mua dâm Dehar trong một khách sạn ở Munich, nhân dịp sinh nhật tuổi 26 vào ngày 7 tháng 4 năm 2009. Lúc ấy, cô gái gọi cao cấp này cũng mới 17 tuổi 2 tháng. Theo luật của nước Pháp, độ tuổi được phép quan hệ tình dục khi cả hai phía đồng thuận là 16. Nhưng riêng với gái mại dâm, tuổi lao động trong nháy nháy phải là trên 18. Điều này cũng có nghĩa cả hai ngôi sao đen đủi này đã dính tội quan hệ với trẻ vị thành niên. Thực ra ngoài Benzema và Ribéry, Dehar còn ăn nằm với một tuyển thủ Pháp khác nữa là Sidney Govu. Nhưng anh chàng này may mắn thoát tội, nhờ hành sự lúc cô nàng đã trên 18 tuổi. Benzema sau đó phải trả giá bằng việc bị huấn luyện viên Raymond Domenech gạch tên khỏi danh sách đội tuyển Pháp dự World Cup 2010. Ribéry thì vẫn may mắn có mặt. Nhưng đến tận tháng 7 năm 2010, cả hai đều đang đứng trước án tù 3 năm và nộp phạt 45.000 euro. Phải đến tháng 11 năm 2011, Benzema và Ribéry mới được tuyên trắng án, vì cả văn phòng công tố và tòa án thành phố Paris đều cho rằng các cầu thủ không hề biết tuổi thật của cô gái. 13 năm sau khi vụ bê bối này lộ ra ánh sáng, Zahia Dehar mới phá vỡ sự im lặng trong một cuộc phỏng vấn trên podcast với tờ Lê Kiếp. Cô nàng này kể lại, vụ scandal đã ảnh hưởng đến tôi rất nhiều vì tôi không cố ý gây ra nó hay chủ động tiếp cận Benzema và Ribéry. Tôi không tiết lộ với bất cứ ai và cũng không đến báo cảnh sát. Dehar hoàn toàn phủ nhận đây là một âm mưu gài bẫy hai ngôi sao bóng đá. Trong các tuyên bố vào thời điểm đó, Dehar cũng khẳng định rằng việc quan hệ là đồng thuận. Cô gái làng chơi này cũng không nói với họ sự thật về tuổi của mình, vì vẻ ngoài của cô trông già dặn hơn tuổi thật. Việc Benzema và Ribéry được miễn tội đã khiến dư luận và giới truyền thông tạm gác lại vụ scandal này. Tuy nhiên, Zahia Dehar vẫn hối hận về những rắc rối xuất hiện trong cuộc đời cô kể từ thời điểm đó. Cô nàng kể lại, tên tôi liên tục xuất hiện trên báo chí và tôi thậm chí từng nghĩ đến việc tự tử. Cái mắt này là thứ tồi tệ nhất với một người phụ nữ trong xã hội, và nó khiến tôi càng gặp nhiều khó khăn hơn trong việc bắt đầu một cuộc sống trưởng thành. 13 năm sau, trông thì có vẻ như Dehar đã quên cú sốc đầu đời. Hiện giờ cô là người mẫu, diễn viên, kiêm nhà thiết kế đồ lót. Sau hơn một thập kỷ lo lắng, cảm thấy thiếu sự đồng cảm và phải đối mặt với cách đối xử mất nhân tính, người phụ nữ 31 tuổi đã tìm được việc làm. Tuy nhiên, hành trình này không dễ dàng gì, như cô mô tả. Đó là một sứ mệnh to lớn, hoặc là tôi tự sát, hoặc tôi cố gắng vượt qua nó. Tìm một công việc và tiếp tục làm những điều tôi thích là nhiệm vụ gần như bất khả thi. Và thực tế, nỗi sợ hãi vẫn tồn tại. Và nó không chỉ ảnh hưởng đến sự nghiệp, mà còn tác động đến cuộc sống cá nhân của cô. Như Dehar thổ lộ với phóng viên tờ Lê Kiếp, tôi luôn nghĩ về việc mình sẽ có một mối quan hệ, hoặc một cuộc sống gia đình như thế nào. Bất cứ người đàn ông nào muốn đến gần tôi, có lẽ đều sẽ nhận được một câu hỏi. Anh thật sự muốn gắn bó với cô ấy chứ? Cô gái đó đã từng ngủ với cả tá đàn ông, ngay từ khi còn là một đứa trẻ. Dehar dừng ở đây, và ai cũng hiểu cô muốn nói gì. Nhưng dẫu sao quyết định lên tiếng sau từng đó thời gian đã cho thấy. Cô gái làng chơi vị thành niên từng qua tay cả Benzema lẫn Ribéry, giờ đã có đủ can đảm để đối mặt với tất cả.